Rất cảm ơn khán thính giả dùng màn hình để xem phần 2 của bình luận thời sự Vikao TV cho chương trình hôm nay thứ sáu 20 tháng 9 năm 2019. Trong phần vừa trong suốt cái thời gian này thì mình nghe tin tức đây đó đều nói rằng là Iran với Ả Rập Saudi có những cái thù oán và tạo ra những cái chiến tranh. Thì bây giờ mình hỏi tìm ra cái nguyên nhân và tại sao hai nước này thù oán với nhau. Phải nói rằng là cái sự thù oán của hai nước này đó nó giống như là cộng sản với tư bản hồi xưa, do đó hai nước này đó tạo ra một cái vùng chiến tranh mà người ta gọi là chiến tranh lạnh. Bởi vì sao? Chiến tranh lạnh là hai bên không có nổ súng, Iran với do Arab Saudi không có nổ súng trực tiếp mà nổ súng qua một cái nước thứ ba, thì ta gọi là chiến tranh ủy nhiệm, giống như hồi xưa cộng sản họ ủy nhiệm cho Mặt trận Giải phóng đánh bên này Mỹ, ủy nhiệm cho Việt Nam Cộng hòa, rồi bên kia là Lào, tất cả những cái nước đó là đánh qua một cái nước thứ ba khác đồng gọi là đồng minh, thì người ta gọi là chiến tranh ủy nhiệm. Do đó hai cái nước này chưa đánh nhau mà tạo ra một cái cuộc chiến tranh ủy nhiệm cho những cái nước đàn em của mình. Chúng tôi trở lại những cái nước đó là nước nào. Sở dĩ hai nước này mà thù địch với nhau là chiến tranh lạnh là sao? Sau năm 1979 thì Iran làm một cuộc cách mạng Hồi giáo. Đây là nó phát lên một cuộc bùng nổ trong cái thế giới Hồi giáo. Cách mạng Hồi giáo là gì? Cách mạng Hồi giáo là nó xây dựng một cái chế độ mà những cái quốc gia Hồi giáo đó là dựa vào Hồi giáo để mà viết một cái bản hiến pháp, trong đó có bầu cử hẳn hoi. Nghĩa là Iran chấp nhận một cái chế độ là có pháp quyền mà trong đó là quyền của những người Hồi giáo. Nghĩa là họ có hiến pháp, họ có bầu cử. Nghĩa là mặc dầu là những cái người lãnh đạo đó không phải là do cái đức Allah chỉ nên mà là người dân họ bầu nên. Thì cái đó gọi là cách mạng Hồi giáo. Bên kia một cái quốc gia đứng đầu là Ả Rập Saudi, họ tự xưng là nhà Vương quốc Saudi. Rồi mà Vương quốc Saudi đó thì họ cho rằng là người lãnh đạo là do Allah chỉ định và truyền thống chứ không có bầu. Vì thế cho nên hai cái hoàn toàn là khác nhau. Và hai nước đó bắt đầu quảng bá cái của mình ra trong cái khối Ả Rập. Và họ luôn luôn họ có những cái cuộc chiến tranh. Và hai nước đó chỉ cách nhau có cái vịnh Ba Tư thôi. Hai nước, cái nước này ở đây, nước kia bên kia, ở giữa là có cái biển vịnh Ba Tư. Nó rất là gần nhau, do đó luôn luôn căng với nhau là như vậy. Thì trở lại cái chiến tranh ủy nhiệm đó, thì hiện giờ Iran đã chuyển xây dựng được một cái hành lang rất nhiều những cái nước theo mình, nhất là sau khi Hoa Kỳ đánh vào Saddam Hussein để mà tiêu diệt rồi thì cử một cái chính quyền lên, đó là chính quyền CIA. Chính quyền CIA đó là chính quyền thân Iran. Chính quyền CIA là chấp nhận một cách mạng Hồi giáo, nghĩa là trong cái nước Hồi giáo phải có bầu cử chứ không phải có đấng Allah chỉ. Và do đó họ tạo ra một cái cuộc cách mạng, và từ đó nước Iraq đứng về phía Iran nó mạnh thêm. Và sau khi Iran mà đã tham dự vào một cuộc chiến tranh ở Syria dựa vào ông Assad và được Nga giúp đỡ, thì đây là một cái nước nữa mà Iran đã có một cái sự ủy nhiệm, tức là tại theo Iran nữa. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một cái quốc gia giống như vậy, mặc dù là họ nước Hồi giáo nhưng mà họ có bầu cử hẳn hoi, đó là cái Thổ Nhĩ Kỳ. Ả Rập cũng vậy. Rồi bây giờ bên kia những cái nước còn lại đó thì Ả Rập Saudi thì cử thêm các cái vương quốc Ả Rập, Kuwait vân vân, thì những cái nước đó nó tạo ra một khối, họ muốn chế độ độc tài, vua chúa không được cai trị bằng bầu cử. Và Mỹ thì nói rằng là muốn dân chủ nhưng mà lại đứng về phía những cái quốc gia theo dòng Sunni, nghĩa là không có bầu cử gì cả. Cái điều đó nó hơi nghịch lý, do đó trong cái phe Ả Rập Saudi, cái phe Sunni, cái phe thần quyền thì là có Mỹ đứng vào. Trong cái phe mà quyền dân sự rẫn bầu cử hành chánh thì là có Nga, có Trung Quốc đang nhảy vào. Và do đó chúng ta thấy trong suốt 15 năm nay hai cái khối đó tranh đấu với nhau quyết liệt. Và đặc biệt là khi mà Ả Rập Saudi bị Iran bắn bằng cái quả tiễn, hoặc là do cái lực lượng của Iran bắn vào cái căn cứ Samo, tức là một cái nơi mà lọc dầu, thì bây giờ hai nước bắt đầu bùng lên một cái cuộc đấu tranh quyết liệt nữa. Và nó làm cho
cái phong trào chống nhau nó lên cao hơn. Do đó chúng ta thấy hiện giờ cái tình hình nó rất là căng thẳng, và hai nước không bao giờ đối với nhau trực tiếp mà là qua một cái nước thứ ba, do đó người ta gọi là chiến tranh ủy nhiệm. Và Ả Rập Saudi cố gắng chặn hết những cái hành lang không cho Iran phát triển, nhưng mà Iran càng ngày càng phát triển và Ả Rập Saudi bây giờ lại càng co lại nhỏ hơn, thưa anh Viên Huy. Rõ ràng là Ả Rập Saudi Saudi với lại Iran là hai cái nước mà không phải là chỉ khác nhau về vấn chế độ, mà khác nhau luôn cả về những cái ý thức hệ, phải không? Và cái ý thức hệ là ý thức như thế nào, là ý thức hệ về tôn giáo đó, là còn là căng thẳng hơn nữa. Bởi vì ở trong Hồi giáo đó, người ta biết là có hai cái nhánh, một cái nhánh gọi là nhánh Sunni với một cái nhánh thứ hai là nhánh Shia. Hai cái nhánh đó có thể coi như là thù hằn còn hơn là đối với lại ngoại đạo khác nữa, không phải không? Và vì thế cho nên là hai cái phe phái đó nếu mà ở chung trong cùng một nước thì luôn luôn có những cái cuộc nội chiến, nội loạn, chém giết lẫn nhau. Và nếu mà khác các quốc gia, là hai quốc gia khác nhau, thì chắc chắn là không thể nào mà có được một cái sự hòa hợp nào. Vì thế cho nên nếu mà bên Iran mà bây giờ đang là do cái phái Shia đang cầm quyền, thì tất nhiên là cái ông Iran nó là phải bênh vực tất cả những cái quốc gia Hồi giáo là thuộc phái Shia. Mà ngược lại thì ông Ả Rập Xê Út Saudi đó, thì đang là do cái phái Sunni cầm quyền. Và vì thế cho nên là tất cả các quốc gia nào mà nằm trong cái phái Sunni là đều theo ông Ả Rập Xê Út. Thế nhưng mà người ta cũng thấy rằng là ngay cả trong cái đất nước của Ả Rập mà Saudi đó, thì vẫn còn có cái khối, một khối lượng người Shia sống ở trong cái đó, đất nước. Và cho đến đó làm cái vấn đề, cũng làm cái mối lo lắng của cái chính phủ Ả Rập Saudi là có thể cái nhóm này bây giờ trong cái lúc hòa bình thì họ nín nhịn, nhưng nếu mà xảy ra một cái cuộc chiến tranh gì thì chắc chắn là họ sẽ làm những cái người đứng lên đầu tiên, nhất là nếu mà họ lại được sự xúi dục của bên ông Iran nữa thì chắc chắn là họ sẽ làm loạn. Đó là một cái mối lo của Ả Rập Saudi. Bây giờ chúng ta thấy rằng là cả hai bên đó là cái mối thù đó, thì vì thế làm sao là hai bên đó có thể nào mà dẫn đến chiến tranh không? Cho nên là sau cái vụ mà gọi là tổng tấn công vào hai cái trung tâm nhà máy lọc dầu của Ả Rập Saudi đó, thì người các nhà phân tích ở trên thế giới đều đổ dồn vào những cái sự phân tích là liệu chiến tranh Trung Đông có phải cái lò lửa Trung Đông đó đang sắp bùng nổ lên hay không? Thì các nhà phân tích đi ra họ phân tích như thế nào? Người thứ nhất họ phân tích về phía Ả Rập Saudi. Cái phía Ả Rập Saudi đó có phải là cái phía sẽ là gây một cái cuộc chiến tranh ở Trung Đông hay không? Thì các nhà phân tích đều nói rằng là không. Các nhà lãnh đạo của Ả Rập Saudi đó, thì thứ nhất bây giờ đang nhìn về cái lợi ích của quốc gia mình. Một cuộc chiến tranh trực diện lớn với Iran nó sẽ phá hoại cái hệ thống mà sản xuất dầu lửa của mình đang là một cái nơi có thể gọi là một cái nhà, một cái nước mà lãnh đạo trong cái khối OPEC, là tức là cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Cái thứ hai nữa là đất nước Ả Rập Saudi bây giờ đang ở trong một cái tình trạng ổn định và phồn thịnh. Với cái sự ổn định và phồn thịnh đó mà bây giờ nếu mà nổ loạn, xảy ra chiến tranh thì chắc chắn là có sự nổi loạn. Và như chúng tôi nói lúc nãy là cái số người, cái khối người mà theo Hồi giáo Shia đó thì sẽ nằm ở trong Ả Rập Xê Út hiện tại bây giờ đó, thì có thể là những cái người mà manh tâm làm loạn. Chắc chắn là Iran sẽ khai thác cái số người này chứ không còn bỏ qua. Đó là hai cái lý do. Và cái lý do thứ ba nữa là hiện tại bây giờ tất cả những cái chi tiết về một cái cuộc mà để mà vạch trần cái âm mưu của Iran đứng đằng sau lưng cái khối mà Houthi ở Yemen để mà tổ chức cái cuộc tấn công vào Ả Rập này, thì cho bây giờ chưa có những cái, mặc dầu có một cái cuộc họp báo đưa ra, nhưng mà những cái chi tiết đó chưa thuyết phục được các giới báo chí. Cũng như là hiện tại bây giờ Ả Rập Saudi đó thì đang nhìn về phía Hoa Kỳ để mà chờ đợi cái quyết định của Hoa Kỳ.
thì Tổng thống Donald Trump hiện tại bây giờ trao cái quyết định đó về cho ông Ả Rập Xê Út. Và vì thế cho nên là không thể nào mà Ả Rập Xê Út bây giờ có được một cái quyết định, bởi vì tất cả những cái nhà lãnh đạo của Ả Rập Xê Út hiện tại bây giờ đều rất là nghi ngờ tất cả những cái chi tiết mà các tài liệu về tình báo đưa ra để có thể kết luận, kết tội mà Iran được. Vì thế cho nên là cái chuyện mà cái gây chiến từ phía Ả Rập Saudi khó mà có thể mà thực hiện. Cái thứ hai đối với Hoa Kỳ thì sao? Như vậy thì chúng ta cũng biết rằng hiện tại bây giờ thì Tổng thống Hoa Kỳ cho đến giờ phút này ông vẫn còn chần chừ cân nhắc và chưa có một cái quyết định. Thì vì thế cho nên là cái quyết định xảy ra, nổ ra cái cuộc chiến ở Trung Đông hiện tại bây giờ cũng không phải là phía Hoa Kỳ. Còn về phía Iran thì sao? Đây là một cái ông hung hăng nhất. Nhưng mà hung hăng thì hung hăng, mà Iran cũng vẫn sợ một cái cuộc chiến tranh toàn diện như vậy. Là bởi vì sao? Không những nếu mà chiến tranh toàn diện nổ ra ở Trung Đông, không những Iran phải nhận những cái sự tấn công từ Hoa Kỳ, những cái vụ pháo kích tên lửa từ Hoa Kỳ, mà Iran sẽ còn là trung tâm của tất cả các nước Ả Rập chung quanh, cũng sẽ có những cái cuộc pháo kích dữ dội. Bởi vì những cái cuộc pháo kích đó đều là do những cái vũ khí của các nước này đã mua của Hoa Kỳ hoặc là Hoa Kỳ đã đặt tại đó. Thì rõ ràng là Iran không bao giờ muốn chịu một cái cơn bão lửa như vậy và chắc chắn là sẽ cầm bằng là thua thôi. Và vì thế cho nên ba cái khía cạnh, ba cái nước mà có thể gây ra châm ngòi cái cuộc chiến thì các nhà phân tích đã phân tích như vậy và đi đến kết luận rằng chiến tranh Trung Đông dù gì chăng nữa chúng ta cũng thấy rằng là khó mà có thể mà xảy ra, ngoại trừ một cái trường hợp có một trong ba nước tính nhầm những cái nước cờ của mình đi thì có thể là gây ra chiến tranh. Thưa giáo sư, chúng ta thấy rõ ràng là hai cái nước đó là mình nói đó là họ tạo ra một cuộc chiến tranh lạnh, mà hễ chiến tranh lạnh thì họ ủy nhiệm các nước thứ ba đánh nhau cho họ không có đánh bao giờ cả. Thì đó là ủy nhiệm. Chúng ta thấy mới bản tin hồi nãy nhà báo Duy Huy nói rằng là Yemen đã chuẩn bị để mà tấn công các vương quốc Ả Rập thống nhất, đó là một cái. Thứ hai là Lebanon cũng có thể tấn công ở các cái nơi khác của Do Thái, hay là bây giờ một cái nhóm người nào đó, người Khớt hay người nào đó ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào cái thành trì của Do Thái. Và những cái điều đó chúng ta thấy rõ ràng là các cái nước này họ chuẩn bị họ đánh nhau như thế. Hoặc là bên đây Qatar cũng là một cái nước hay đánh nhau lắm, tức là họ cũng gần gũi với các cái nước là Ả Rập Saudi, tức là họ tạo ra một cái chiến tranh như vậy. Thì đó rõ ràng là đó là một cái cuộc chiến tranh ủy nhiệm để tạo ra cái sức mạnh mà thôi. Nhưng mà hiện giờ Hoa Kỳ rất là lo sợ xảy ra một cuộc chiến tranh. Tại vì sao? Tại vì dầu hỏa nó có thể ảnh hưởng, và dầu hỏa nó lên giá thì người dân họ đổ xăng hàng ngày, họ cảm thấy là khó chịu, và cái điều đó nó trực tiếp nó mất phiếu, chứ không phải chỉ có đi chợ mới mua đồ ăn mới thấy. Mà chúng ta thấy cái điều đó là ông Trump sợ lắm. Ông Trump rất là sợ về vấn đề xăng lên giá, và cái bảng xăng đi bờ đường nó cứ nhảy lên hoài, và người dân đổ xăng, rất là cái mùa khai trường đi học nữa. Thì cái điều đó ông Trump rất là sợ về cái vấn đề xăng dầu. Không phải ông Trump mà ông tổng thống nào cũng sợ cả. Do đó chúng ta thấy đây là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Nhưng mà trừ khi có những cái chuyện sai lầm đánh xảy ra thì cái chuyện đó bị gì? Mỹ và Iran là hai cái nước test với nhau, chứ các nước khác không có phép thử. Iran đã thử nước Mỹ bằng một cách là bắn máy bay không người lái rồi. Mỹ nói là chúng tôi ra lệnh đánh nhưng mà 3 giờ đồng hồ sau rút. Bây giờ Mỹ, khi mà Mỹ tố cáo Iran là đánh vào cái cơ sở lọc dầu Aramco của Ả Rập Saudi thì Mỹ nói là đạn là lên đồng nhưng bây giờ lấy đạn xuống. Thì tất cả những cái điều đó cho thấy là cái phép thử đã thử rồi. Bởi vì Trung Quốc, bởi vì xin lỗi, Mỹ không sợ, không phải sợ, nhưng mà tại vì sợ thua thắng, thua bầu cử. Cái điều đó là một cái mà họ đã nắm được cái tẩy của Mỹ, của ông Donald Trump, và ông Donald Trump phải chấp nhận. Điều đó chúng ta thấy là chiến tranh, nói gì thì nói, không xảy ra. Cảm ơn khán thính giả, chúng tôi trở lại sau phần thông tin thương mại.